Sumoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, giải đấu liên quân hot nhất nhờ năm nay chính là AIC 2020. Đã chính thức khởi tranh từ ngày 19 tháng 11 với 12 đội tuyển từ 6 khu vực tranh tài. Ở Việt Nam thì có 3 đại diện và một game thủ chuyên nghiệp rất nổi tiếng với vai trò trợ thủ Proe, cùng Team Fnatic đang trở lại mạnh mẽ tại đấu trường quốc tế với 2 chiến thắng và tạm nhất bảng B. Siêu kinh điển Team Flash và Sài Gòn Phantom đã trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất ở tuần 1 vừa qua. Vào ván đấu thứ 2, chiến thuật dị Van Hên ST. Các bài tẩy của Bori đã gây ra nhiều bất ngờ giúp Team Flash giành chiến thắng trước Sài Gòn Phantom. Thực sự là những cái bài dị sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay. Nhưng mà khi chúng ta vác vô danh thì đồng đội hơi bị phản đối. Thế thậm chí là con quái này nó còn phản đối mình cơ, không cho mình biến về. Buồn dã man. Van Hên DSP là một cái gì đó rất là mới lạ. Van Hên đi AD còn bị mọi người nói là thời nào rồi, năm nào rồi, 2020 rồi, còn chơi Van Hên. Đấy. Trong khi đó Van Hên là một con tướng nó rất mạnh đầu game, các bạn có thể chơi chiến thuật slowball sớm, ép sớm, ép trụ sớm này, ép dừng sớm để lấy lợi thế giành chiến thắng nha. Vậy thì con bài Van Hên đi trợ thủ mang rank có được hay không thì cùng Mô Việt phân tích với chia sẻ cái phong cách của Proe đi chơi con tướng này, đi trợ thủ băng ngọc phù hiệu trang bị ra làm sao, sẽ có chi tiết trong ngày hôm nay nha. Sơn Sương là hai mạng rồi. Có những trận đấu mà không ai DSP, mà có trận đấu mà tranh nhau DSP, chỉ có thể là Van Hên DSP thôi. Đấy, đuổi bạn Ban Doom xuống kia mãi không xuống, cứ chạy lên đây chơi cùng chung với HD. Có vẻ bạn đấy là cô đơn quá hay sao ấy. Lên chơi chung này. Ok, chơi chung để chơi chung, không sao cả. Cái lên tà thần thì có Batman với Lorion hỗ trợ rồi, tranh nhau SP và ốc. Ok, thực ra bạn John bạn lại ủng hộ mình chứ bạn Bandum mà đấy lại không ủng hộ mình, không tin tưởng anh em ơi. Chiến thuật dị của Proe trong team Brad, Shaolin trong team Hồng Kông Antatil. Đấy. Bạn Shaolin thì xài Butterfly đi rừng. Bạn Proe Van Hên trợ thủ 3 mạng, 4 mạng, trời ơi. Dù có đi đâu chăng nữa nhưng cái khả năng last hit nó cứ phải gọi là amazing, good job. Tuyệt vời anh em ơi. Điều đầu tiên mà bạn Proe sử dụng Van Hên đi trợ thủ là bằng ngọc tanker. Ngọc đỏ 3 dòng nha, ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy 1%, ngọc lục máu đa giảm thời gian hồi chiêu. Như vậy thì có hơn 700 máu này, 10% tốc chạy và 20% tốc đánh rồi. Đấy, giáp thì cũng tầm hơn 20 điểm. Nói chung là phong cách này mình cảm thấy là rất là ok khi sử dụng bảng ngọc đó. Đấy. Cái phù hiệu thì lại phải khiến Van Hên có nhiều sát thương hơn. Chính vậy Proe sử dụng phù hiệu ma chú nha. Di chuyển qua sông thì di chuyển nhanh hơn để đảo lên nhiều hơn, ở ganh nhiều hơn, hỗ trợ team ép mid rất là dễ. Rồi. Và trang bị thì sẽ lên trang bị theo kiểu khống chế, auto khống chế với những trang bị hai đồ khống chế là Rìu Hyuga và áo choàng băng giá. Đấy anh em thấy chưa, ép sớm cực kỳ khỏe luôn. Mà nếu mà ép cùng đồng đội nha, ép cùng rừng, cái rừng thiên mạng rất là khó chơi, khắc chế được những con tướng tay ngắn kiểu Ryoma vô cùng dễ dàng, hay những con tướng sát thủ tay ngắn gì đấy anh em ơi. Van Hên là khắc tinh của những con tướng sát thủ tay ngắn mà áp sát thì bị choáng, bị dí chiêu cuối. Khống chế rất là nhiều.
Nhưng mà lỡ tay thì cũng khá là nhiều rồi. Người trời hệ KS không ai khác chính là mồ vịt anh em ơi. Với phong cách này thì các bạn nên di chuyển nhiều để lấy lợi thế cho team. Ép sớm, lấy trụ sớm nha. Nói chung là các bạn ép được sớm thì chơi Van Hên rất là khỏe. Nếu mà không ép được sớm thì Van Hên sẽ rất là phế. Đơn giản như vậy thôi, bởi vì mình là chất tướng đầu game khỏe mà. Các bạn nên học theo phong cách của các game thủ chuyên nghiệp khi mà chơi team. Chứ theo rank đơn thì mình không khuyến khích lắm cho đâu, bởi vì mọi người kỳ thị Van Hên AD, chứ đừng nói là Van Hên SP. Đó. Tất nhiên là cách lên đồ hay thế này, phong cách hay thế này, dị thế này thì chúng ta thử áp dụng xem như thế nào nhá. Và khuyến khích anh em đi cười team sẽ có hiệu quả cao hơn. Tuần thi đấu tiếp theo từ ngày 26 tháng 11 sẽ là tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng anh em ơi. Sẽ chọn ra 8 đội để thi đấu tứ kết. Và hy vọng thì ba đại diện của Việt Nam chúng ta sẽ đủ điểm ở trong top 4 mỗi bảng để tiếp tục cống hiến cho người xem Game Local Mobile ở Việt Nam chúng ta được theo dõi những trận đấu mãn nhãn hơn. Các bạn có thể tham gia sự kiện đồng hành AIC tại aicliequan.gana.vn nha. Hiện tại thì đang có sự kiện khiêu chiến tướng đấy. Butterfly của Shaolin, Van Hên của Poi đều là những con tướng các bạn cần khiêu chiến. Ok. Rồi, nhớ tham gia ủng hộ các đội tuyển Việt Nam nha. Thì các bạn có thể theo dõi chính thức trên fanpage cầu thủ Liên Quân, fanpage Galaxy Liên Quân Mobile, YouTube Liên Quân Mobile eSports. Nói chung là theo dõi các game thủ chuyên nghiệp, những cái trận đấu hay ấy, thì mình mới học được nhiều thứ. Nói chung là mình không bỏ qua trận nào đâu, cũng cày hết giải đấy anh em ơi. Có cái gì dị mình còn nắm bắt, là có cái chiến thuật dị thì mình đều có thể nắm bắt được. Đó, ok. Hiện tại thì 6 mạng, 5 điểm hỗ trợ. Có để mình tanh cho. Trời ơi, mình là tanker mà. Nhìn máu của mình đi. Mà sao cái con tà thần này nó ghét thanh niên John à? Ôi, mà sao không kéo được? Vô lý nhở, kéo không được này, đứng ra đây kéo không được này. Bình thường mình hay cái ping kiểu đấy, thôi, ping kiểu này đi. Ok, pot. Trời ơi, không có sát thương, không có sát thương. Bình thường nếu các bạn chơi bạn hên AD thì xài ngọc xuyên giáp kép 32% tốc đánh. Đấy, cực kỳ sướng. Còn Van Hên SP thì đó là phong cách rất là trâu bò rồi. Mà khống chế rất là khó chịu nha. Không phải khống chế không khó chịu đâu, rất là khó chịu. Khống chế từ xa khó chịu, ăn mạng thì cứ phải gọi là không chợp nào. Ôi, cái gì vậy? Ôi, thôi xong rồi. Thôi xong bạn rồi. Tôi phá hút đi vào lòng đất của bà Doom. Đấy, có lợi thế lấy chụp lại dễ. Bởi vì hai tay dài mà anh em ơi. Ngon ngay, ngon ngay. Nhưng mà từ từ nha, mình hết máu này. Ăn bột xanh này John ơi. Ra đây mình ngược bột xanh cho. Chứ mình... Ây da, trời ơi. Không hiểu sao cái pha đấy mình lại ăn cơ. Ok, I'm fine. Amazing, good job. Đó, các bạn thấy mình khống chế khó chịu chưa? Làm chậm Ryu Hyuga, làm chậm áo cho băng giá. Đó, dùng kỹ năng dòng đánh thưởng một phát nha. Nó sẽ tạo nên một cái vùng băng làm chậm tướng địch xung quanh. Đấy, khống chế rất là nhiều, ép trụ dễ. Rồi. Ơ kìa, kìa làm gì vậy bà ơi? Có hiểu thực sự điều mà. Kìa hút về ơi. Mà quả đấy hút có khi là bị outplay bởi cái pha tốc biến của bạn Gildu. Từ từ nha, bây giờ cũng khá là cẩn thận với phát
bắn của bạn Cavalry đấy. Bật súng to lên kìa. Ờ mà ai, không ai canh bạn Batman phá nhà kìa. Ờ cứ kia kiểu rình rình nhau thế này. Ngớ ngay. Ok, Valen SP dị nhưng mạnh, phong cách của Proe. Các bạn thử chơi nhé. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.